các bạn, mình là Trang Lê đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang. Hôm nay Trang và Bống sẽ đưa đến cho các bạn bài tập về Tabata nhé. Chúng ta cùng đến với động tác đầu tiên, squat jump. Ở động tác này mình sẽ bật nhảy ở tư thế squat. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luyện tập thôi. Tay chạm xuống sàn, chúng ta nhảy từ phải qua trái, siết mông và dùng sức bật để tác động nhiều hơn. Siết phần mông và bật. Hít thở đều. Rồi, chúng ta cùng đến với động tác tiếp theo, động tác fake jump rope. Ở động tác này mình sẽ có cảm giác như là mình nhảy dây thật nhé. Lưu ý phần mọi người cần siết đó chính là phần tay vai của mình. Để mình có thể cảm nhận được nhiều hơn phần thân trên thì các bạn cố gắng mở ngực và siết toàn bộ phần bắp tay sau, lưng và vai của mình. Quăng thật mạnh hai tay và cảm giác như chúng ta đang nhảy dây thật. Ok, rồi hít thở tiếp tục dẫm chân. Nào, chúng ta cùng quay trở lại động tác này một lần nữa với squat jump và sau đó là fake jump rope. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi! Lưu ý với các bài tập Tabata này, các bạn không cần tập luyện quá nhanh và mạnh đâu. Hãy tập đều và hít thở, đó là điều quan trọng. Và tuyệt đối chúng ta không dừng lại và bỏ cuộc nhé. Và việc dừng lại sẽ ảnh hưởng tới nhịp tim, khiến chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Có thể thấy sau mỗi động tác mình chọn dẫm chân tại chỗ để lấy lại sức, sau đó tiếp tục. Nào, động tác tiếp theo, fake jump rope, 30 giây. Gồng toàn bộ phần vai lưng của mình nha các bạn ơi. Hít thở đều. Rất là tốt, cố lên nào. Chúng ta cùng đến với động tác tiếp theo, scissor sang hai bên. Chạm mũi chân vào giữa và đưa mũi chân còn lại sang hai bên. Chúng ta đổi bên liên tục. Hạ tay xuống và lên, xuống và lên. Lưu ý ở động tác này thì mọi người phải kiểm soát cơ thể của mình, đừng thả lỏng, nhất là phần cơ bụng. Chúng ta phải gồng và giữ cho cột sống trên một đường thẳng. Quay trở lại dẫm chân tại chỗ, hít thở. Các bạn đã cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên và mình đã cảm thấy mệt hơn một chút rồi. Nào, mình sẽ đến với động tác tiếp theo, đá chân về phía trước, front squat. Ở động tác này mình phải gồng cơ bụng để có thể giữ thăng bằng cơ thể thật là tốt mọi người nhé. Hít thở. Động tác này mình sẽ cảm thấy toàn bộ phần đùi trước và đùi sau nóng lên rất nhiều. Cố gắng tuyệt đối đừng dừng lại và đừng bỏ cuộc nhé. Chúng ta có thể làm chậm lại nhưng mình khuyên các bạn cố gắng là mình sẽ làm liên tục không dừng để có thể tác động tốt nhất vào toàn bộ nhóm cơ và giúp mình đốt nhiều năng lượng hơn. Nào, hít thở. Rất là mệt đúng không? Nào, mình sẽ đổi bên. Bây giờ mình sẽ đá chân ngược lại. 3, 2, 1, bắt đầu đá chân. Đối với những ai mới tập lâu rồi thì phần đầu gối có thể gần sát mặt sàn và đá chân cao. Để giữ được thăng bằng, chúng ta tập trung nhìn vào một điểm và gồng cơ bụng nhé. Các bạn ơi, cố lên. Nào, đá chân cao hơn một chút nữa. Rất là tốt. Hít thở. Cố lên cùng Trang các bạn ơi. Chúng ta cảm thấy rất nóng phần đùi rồi đúng không?
Rồi quay trở về dẫm chân hít thở. Mình sẽ lặp lại động tác này một lần nữa. Ok, nào chúng ta vẫn đến với động tác tiếp theo, động tác partner and twist. Ở động tác này mình sẽ giữ tư thế plank challenge, hai đầu gối gần sát mặt sàn, kiểm soát cơ thể của mình, gồng cơ bụng. Động tác này sẽ tác động trực tiếp vào phần mông, đùi và cơ bụng của mình nha các bạn ơi, cố gắng nhé. Nào mọi người đến với động tác tiếp theo, plank jack kết hợp với đầu gối chạm sàn. Mình có hai lựa chọn. Lựa chọn dễ, các bạn có thể nhìn theo lê bóng nhé, đó là chúng ta không cần phải nhảy. Và option khó hơn, các bạn hãy nhảy plank jack hai chân ra ngoài, hít thở đều. Lưu ý này, ở phần này chúng ta không để phần lưng bị võng. Tư thế các bạn cố gắng là gồng lưng và siết cơ bụng lại. Rất là tốt, thở đều. Nào chúng ta nằm xuống sàn. Mọi người cùng đến với động tác tiếp theo, crunch. Chúng ta cũng có hai option. Ở đây mọi người sẽ lên và nhấp 3 lần. Crunch. Hít thở. Nào lên nhấp. 3, 2, 1, nằm. Lên. 3, 2, 1, nằm xuống. Hít thở. Rất là tốt. Gồng chắc cơ bụng của mình và cảm nhận phần cơ bụng siết lại, nhất là phần cơ bụng trên. Nào dùng cơ bụng trên siết và giữ lại ở trên. Một lần nữa. 3, 2, 1. Ok, rất tốt. Thở đều. Mình đến với động tác tiếp theo, crisscross. Ở động tác này chúng ta cũng có hai option, lựa chọn dễ các bạn co gối và lựa chọn khó hơn chúng ta sẽ duỗi thẳng chân. Lựa chọn dễ chúng ta có thể nhìn theo bóng nhé, và lựa chọn khó hơn các bạn hãy tập luyện theo mình. Và các bạn thấy này, với option khó thì nếu mà mình nâng người càng cao hơn thì mình sẽ càng cảm thấy mệt hơn và tác động được nhiều hơn vào phần cơ bụng. Ok, rồi chúng ta đến với động tác tiếp theo, một động tác vô cùng quen thuộc đối với tất cả các bạn đã tập luyện lâu năm, đó là động tác bird dog. Động tác này sẽ tác động vào phần lưng của mình. Ở động tác này chúng ta sẽ gồng chắc cơ bụng, duỗi tay và chân ngược chiều nhau. Các bạn có thể thấy này, phần cơ bụng của mình giữ bất động và rất là thăng bằng mọi người nhé. Thở đều, gồng cơ bụng của mình. Động tác này sẽ tác động trực tiếp vào phần lưng. Ok, hít thở. Nào chúng ta nằm u phần bụng xuống sàn và đến với động tác cuối cùng, bài tập cho phần lưng, back exercise. Chúng ta nâng lưng lên, đồng thời đưa tay thành hình bán cầu. Như vậy thì chúng ta sẽ siết được phần lưng nhiều hơn và các bạn sẽ cảm thấy phần lưng rất là mỏi. Đây là một động tác mình rất thích, chính khiến cho phần lưng siết nhiều hơn. Và đây cũng là động tác cuối cùng rồi. Cố lên nào! Các bạn cảm thấy bài tập Tabata này thế nào? Rất là đơn giản đúng không? Mà lại tác động vào tất cả các nhóm cơ. Nên mình mong các bạn hãy cố gắng tập luyện thêm một lần nữa nhé. Hãy bật video này lên và tập luyện thêm một lần nữa cùng mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tập luyện lần sau.